Gol Kota. Right there was the tomb, and there was something in the middle. This is the anointing stone. What is the anointing stone? I want you to look at this beautiful mosaic behind you. As Jesus was crucified and later died on the cross, Joseph of Arimathea and Nicodemus, along with Mary and some other, bring Jesus down to this location. He cleaned his wounds. They put oils and wine and spices on him. They wrapped his body with a shroud to prepare him for burial. You can see the process from the crucifixion to the anointing to the burial. So this is the location where the body of Jesus was laid for him to be cleaned, embalmed, and to put spices and perfumes and oils and wrap the shroud for the preparation of the burial. Notice that this marble is the protective marble of the original rock. Why? Again, we cannot touch it because it goes outside. Underneath that marble is the actual marble of the body of Jesus for the slave. And this is called the anointing stone. Cái hòn đá này có nhiều người thắc mắc là tại sao có cái hòn đá này làm lấy gì? Hòn đá này là khi mà Chúa Giêsu đóng đinh chết và được ông Athanasia xin xác xuống trên trường thì người ta lấy xác xuống và để trên cái hòn đá này để mà tắm liệm người sức dầu thầy sói ướp xác ướp dầu đó, cho nên gọi là hòn đá tắm tắm dầu. Rồi cũng là nơi mà họ cúng bái, rồi từ cái miếng đá này nghe này, dưới cái hòn đá này là đá của Thiên Chúa nằm, cái hòn đá trên này đã được bảo vệ rồi, mình dưới đó là hòn đá mà Thiên Chúa đã nằm, mà ngay tại vị trí này. By the way, guys, I would like to say something that you are very, very, very lucky that you have visited the Holy Land during this year, because it's most important. It's not high season. If it wasn't the season, you would wait 3 hours to go to the tomb and 2 hours to visit the building. And you should not have this chance to just sit, go to the anointing, and just have your time. So this is very important. Let's say what's important. Chúng ta lắc đi là đến sớm. Cái mùa này là mùa không đông người. Chứ không, nếu không là tình hình phải gửi 3 cái đồng hồ cũng vô được cái này mà không được nào ngồi đây, đứng này đâu. Mà đến vô cái chỗ mồ Chúa cũng 3 cái đồng hồ, sẽ làm 3 cái đồng hồ không vô được. Cho nên mình là mất đi may mắn, rất là may mắn. Mà còn đứng ngồi nằm một chỗ